tới chết chim, sự độc đáo của các công trình này thu hút một lượng lớn khách du lịch tìm tới. Nếu bạn không muốn tới những địa điểm đẹp, hãy thử chuyển sang các địa điểm độc lạ. Dưới đây là một số nơi cho phép bạn trầm trồ và ngạc nhiên trước sự tài hoa và sáng tạo của con người. Một người khổng lồ Apennine, năm 1568, ở phía bắc Florence, Italia, một biệt thự lộng lẫy được xây dựng với khuôn viên đẹp như tranh vẽ. Bên trong có một khu vườn, đài phun nước và nhiều bức tượng. Thế nhưng, chỉ một trong số chúng chịu được thử thách của thời gian trong hơn 400 năm, đó là một tác phẩm điêu khắc bằng đá và gạch khổng lồ có tên là Apennine Colossus. 2. Bức tượng khổng lồ của Marilyn Monroe. Bức tượng Forever Marilyn là sự tưởng nhớ tới nữ diễn viên nổi tiếng do nghệ sĩ Stuart Johnson tạo ra. Bức tượng là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong bộ phim The Seven Years. Nó cao 7,9 m, nặng 15 tấn, làm bằng thép không gỉ và nhôm. Bức tượng được phát hiện lần đầu tiên ở Chicago. Nhưng bất chấp cái tên mãi mãi của nó, tác phẩm này hiện bị nhái ở nhiều nơi. 3. Khách sạn băng mỗi mùa đông. Tại Thụy Điển, người ta sẽ tự tay chạm khắc những khối băng khổng lồ để tạo ra khách sạn băng. Trong hơn 3 thập kỷ, đây là một trong những địa điểm không thể bỏ qua ở Thụy Điển và được nhiều du khách trên thế giới mong chờ. Điều thú vị hơn nữa là khi mùa xuân đến, băng tan và khách sạn này sẽ biến mất. Mùa đông tới, nó lại được xây dựng từ đầu trước sự kinh ngạc của mọi người. 4. Singing Ringing Tree. Đây là một tác phẩm điêu khắc âm thanh cao 3 mét chạy bằng năng lượng gió, giống như một cái cây đặt trong khu vực của dãy đồi Pennine nhìn ra Burnley, Lancashire, Anh. Sau đó, chính phủ Anh đã chọn nó là một trong những tác phẩm nghệ thuật chính của phong trào nghệ thuật ở Anh thế kỷ 21. Năm Force of Nature, nhà điêu khắc người Ý Lorenzo Quinn đã tạo ra một loạt các tác phẩm điêu khắc mô tả mẹ thiên nhiên đang quay trái đất theo vòng tròn. Đó là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng thiên nhiên có sức mạnh đến thế nào. Các tác phẩm điêu khắc đặt ở nhiều nơi trên thế giới, một trong số chúng được đặt ở London, Anh. 6. Le Voyageur. Những tác phẩm điêu khắc bí ẩn này được tạo ra bởi Bruno Catalano. Tổng cộng có 10 tác phẩm điêu khắc bằng đồng có kích thước thật có thể được tìm thấy ở Marseille, Pháp. Những tác phẩm nghệ thuật theo trường phái siêu thực này mô tả con người bị thiếu một phần lớn cơ thể hoặc ngược lại, rất chân thực. 7. Spot. Du khách kinh ngạc trước một con chó đốm cao 11,5 mét giữ thăng bằng một chiếc taxi trên mũi của nó. Tác phẩm điêu khắc được lắp đặt ở New York gần bệnh viện Nhi Hartsenfeld, chào đón tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em. Nhà điêu khắc Donald Lipsky nghĩ rằng chú chó sẽ khiến tất cả các bậc cha mẹ, bác sĩ, y tá, nhân viên mỉm cười mỗi khi họ nhìn thấy chú chó nhỏ tinh nghịch. Dũng cảm này làm được điều không thể. 8. Dancing with Dandelion. Khiêu vũ với bồ công anh. Thật khó để miêu tả bất kỳ sinh vật thần thoại dưới bất kỳ hình thức nghệ thuật nào. Thế nhưng, nhà điêu khắc Robin White đã làm cho chúng trở nên sống động và chân thực nhất. Ông đã sử dụng dây thép không gỉ cho các tác phẩm nghệ thuật của mình. Nhiều du khách còn ngỡ nó giống như một sinh vật nào đó đang nhảy múa trong gió.